Thưa quý vị, như bản tin An Viên 24 giờ đã thông tin, trong những ngày vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố trên cả nước đã đồng loạt tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 trang nghiêm và thành kính. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại các tỉnh Nghệ An, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Thuận và Long An. Hôm qua ngày 26 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 theo hình thức trực tuyến. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã lắng nghe thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, niềm hương bạch Phật, tụng kinh và thực hiện nghi thức tắm Phật trong tín niệm hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng với thực tế dịch bệnh COVID-19 nên sáng qua 26 tháng 5, tại Chùa Huệ Chiếu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã cử hành đại lễ Phật đản trong phạm vi nhỏ với sự tham dự không quá 30 người. Nội dung buổi lễ được thực hiện đơn giản, ngắn gọn. Sau khi đọc xong thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp Chủ, Chư Tôn Đức và quý Phật tử cùng đảnh lễ Tam Bảo, niêm hương và tụng kinh khánh đản nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức tắm Phật trong niềm an lạc, hoan hỷ. Cùng thời gian này, ở tỉnh Khánh Hòa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2565. Đại lễ diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa không tổ chức lễ đài chính, không tổ chức rước xe hoa và tránh tất cả các hình thức tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Cũng nhân dịp này, Phật giáo Khánh Hòa cũng đã tiến hành lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn tại Bình Thuận, cũng trong hôm qua ngày 26 tháng 5, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức đại lễ Phật đản và lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Chùa Phật Ân, thành phố Phan Thiết. Tại đây, Hòa Thượng Thích Huệ Tánh, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tuyên đọc thông điệp của trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa Thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự. Tất cả chư tôn đức tham dự đều đeo khẩu trang, áp dụng những biện pháp an toàn phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Hòa với không khí hân hoan của người con Phật mùa khánh đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã trang nghiêm tổ chức lễ Phật đản trong phạm vi nội bộ tại thành phố Tân An. Số lượng người tham dự hạn chế nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm, thành kính với nghi lễ hành chánh, nghi thức tâm linh niềm hương bạch Phật, tụng kinh cúng dường, tắm Phật và cầu thế giới luôn hòa bình, người dân được lợi lạc. Tổ chức đại lễ Phật đản năm nay thì vẫn tổ chức lễ đài tập trung nhưng mà quy mô tổ chức thu nhỏ lại, không tập trung quá 50 người. Thì Ban trị sự tỉnh khuyến khích các chùa tổ chức bồn tắm Phật để hướng về đại lễ Phật đản.